หมดvà đây là anh tìm được khám phá làng cổ Phước Tích, một ngôi làng mà có tuổi đời rất lâu của đất nước Việt Nam, và xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng theo chân của các đội chơi để cùng tìm hiểu văn hóa lịch sử ở đất ở đây, và đặc biệt khám phá những cái gọi là nơi mà ở đây tất cả đều là những ông cụ bà cụ và vắng đi của người trẻ thơ, và lần này là chuyến đi để thể hiện cái tiếng người trẻ thơ tại ngôi làng này. Cho vị trí nào, tất cả cho vị trí giúp mãi nào, cho vị trí nào. Nhóm đó thì cho vị trí nhóm đó. Xin mời, phía trước nào. Dây, gút, bạc mệt, vân vân, tất cả mọi thứ liên quan tới súng đàn, cỏ đàn, dược, ba la trái dừa, càng lớn, mát cho dừa theo. Đấy, để đảm bảo cuộc chiến sắp đầu chuyện này. Để đảm bảo không gian luôn. Rồi. Thế hạ nhắc lại. Mỗi lớp ghi lại đủ hình 3 vòng tròn, đồng tâm 1 điểm. Đây, lớp tượng đứng nhiều điểm. Không còn, ta tiếp tục lại. Bây giờ bắt đầu tiếp tục 15 giây đứng lại 3 vòng tròn đồng tâm. 15 giây bắt đầu. 10, 15, 11, chính lần bắt đó. 8, 7, 6, 2, 1. Thử thách thứ nhất, đặt bài thứ hai, 3, 2, điều gì tất cả, kiếm đoàn. Lập này chưa ngồi tư liệu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Những nội dung, tông chẳng 2, chương trình Big Game khám phá ngôi làng cổ chiều nay thay chỉ nói một lần, không nói là lần thứ hai. Nhóm nào không lắng nghe, nhóm đó coi như là thiệt thòi. Đây, vừa thay. Lên bàn này. Đây này. Chim nga tốt. Chị tôi này, vâng nghe. Đến quyến tinh. Quyến tinh là tổng hợp những cái gì mà bạn có trong hành trình. Như vậy các bạn, đây là lúc. Thế à, tên mỗi người đi vào sắp ở lớp mình, tên của tên mình, để thể hiện ý chí của bạn trên người. Các bạn từ giao chương sách đó thì có một cảng cơ hoàn chỉnh, cảng cơ hoàn chỉnh không có, cho nên buồn cảng cơ đó. Thứ ba, về trang vật dụng của bạn yêu cầu và năm học bao lâu đó. Chai nước, làm đàn dược, toàn bộ đội phải có mặt, nếu tập luôn vắng coi như từ đó giảm chi tại chỗ, ok nha. Đây, bây giờ làm để hoàn thành thứ nhất báo chỉ tờ, thứ hai hỏa tang. Hỏa tang thì cây rừng lá rú yêu cầu chống nhau với bản chất. Nhất là tất cả mọi người, nó sẽ là bảo vệ thế. Sau thì còn và xin tuyên bố phân thứ đất. Mình đặt 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 là chắc bị sóng rồi. Cái pin đâu? Chị hát đáng cái gì nhận, chị dư dạy thông anh cái gì. Mời thủ mục. Đây, đây, chỗ cái gà đó, đấy, chỗ cái gà đó. Súng nước, khi nào có, phát đầu mới được sử dụng. Này, 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 đổ quên mất, cái đổ quên mất. Đây là cô Yến nha mọi người nhá. Cô Yến chào mọi người đi. Thành viên ban tổ chức nha mọi người. Hẹn gặp lại cô Lý vào trạm tiếp theo. Đây là thành viên của nhóm lớp 92 đúng không nào? Dạ. 92 đâu rồi? Xong chưa? Các lớp lớp sử dụng nước, bà la chảy nước, thay đôi nghiệp, hoặc đồ đấy. Anh Nam. Đây. Đây chín mấy đây nhà? 95 hả? Dạ. Trắng thầy. Thầy. Ờ ok. Đi đi xuống bên lơ. Đi đọc đuôi bóng. Ê, hai măng lên. Hai măng lên.
mình được mang nước, không mang được hàng. Bị cản. Em ơi, quay cái đầu lui chút xíu. Bàn tay của anh đây. Đây là lớp mấy nhờ. Slogan là gì hả? To lên, đều lên, to lên. Trời ơi, nhiều người chứ. Một người sao sức không hôn rồi. Đây là ông này. Không, đừng ngại. Quay mặt vào đây. Ok, rồi. Đây là một thành viên của lớp mấy đây? Kinh 1. Các bạn thấy kinh 1 hóa trang trên khuôn mặt rất là đẹp luôn. Kinh 1 tuyệt vời. Kinh 1 đây thầy Phú mọi người nha. Youtuber. Ồ, các bạn thấy hóa trang đẹp không các bạn? Ủa, lớp này xong rồi hả? 93 xong rồi hả? Ồ, slogan gì đây? 93 gì đây? Slogan mà nè. Xin được mời nhà làng khởi lần nhạc. Hãy lên điểm vào hô. Hơi chơi ra. Ta muốn khí thế hơn. Hơi chơi ra. Và đứng lên chiến đấu để khám phá và tìm lại Chúa là ngôi xưa. Tình tình xuyên xưa. Ta thì tất cả đã đi sau. Vì vậy khi đi yêu cầu tất cả phải bảo đảm 100%. Điểm nào trước đó thì điều đó phải ở lại một cơ hội đấy, chúng ta được đi những cơ hội trẻ thơ và tất cả các người ở đây là những trẻ thơ sẽ làm hít cũng như là lưu thực để chuẩn bị cho hình trình ngày hôm nay xin lời năm lượng nhập được. Khi các người đến đâu, các người phải quay nhạc khí này để tập trung. Sau năm điều lệnh của làng vận nhạc khí xong rồi mà vẫn chưa tập trung đi cơ điểm. Thứ hai, đây là nguồn năng lượng. Các người nhìn đây, năng lượng này yêu cầu tất cả cả thức ý chí để vượt qua. Như thế nào? Xin được mời. Nhóm nào cố gắng hết mà là chạy rồi, nhóm đó thì chưa điểm. Tất cả ngồi xuống. Ngồi xuống. Hơi dâng lên. Tay đâu, tay đâu. Hơi dâng lên. Rồi, xin mời dâng lên chúng ta chung cơm. Chung cơm thay cho bạch kèo. Bắt đầu. Còn để được qua đây. Đây. Nhóm nào trước ký giấy thông hành nộp vào. Lớp chào trước đơn, trước tỏi giấy đi. Chứ nó chỉ có lắm, đáng cắt gì. Ai nhận nó thật.
Nắng đẹp chưa? Mặt thì mình đẹp rồi. Thưa quý vị, đây là trạm 3 mọi người nhé. Trạm 2 thì không thể đi được. Trạm 2 tìm chưa ra cho nên là phải bỏ băng qua trạm 3. Thì hôm nay đi tắt đón đầu. Đây là bầu sen. Bầu sen trạm 3 bây giờ các thành viên của ban tổ chức đang ngồi chờ sẵn ở phía bên kia. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua để lát chờ các cái thí sinh đến đây. Chúng ta thấy con đường đi qua trạm 3 bầu sen rất là đẹp. Sẽ quá đẹp, tuyệt vời luôn. Đây thành viên của ban tổ chức trạm 3 này đang qua ngồi ăn chè đây rồi mà đi tìm nãy chừng luôn. Tìm búi luôn đây Phước. Đi đường nhanh hơn. Đây là cô Thư, cô Minh Thư. Cố gắng ngất xỉu luôn á. Có chè gì, chè gì, chè gì. Các bạn thực trạm 3 mọi người đã chè gì đây? Chuối. Đây trái cây. Toàn bộ chè trái cây luôn. Đây là sữa. Bắt khổ luôn. Cái mô đi là phải hoạn tụi đi ạ. Đã nói bước tụi đi ngoài ní rồi. Cứ đi lãng cá. Mọi người ơi. Hỏi thằng Phú bà chị sai nữa. Cái gì cơ? Okay. Thằng Phú không có biết luôn mà. Ôi trời, chạy căng kẹt luôn. Ồ, nhóm mô về đây rồi con. Đi ba giỏi đi à. Thầy Hoàng có chị không nữa. Đây là tụi đi nơi này. À. Mà trung trường bảo là gọi là bảo mua là nhóm trường của nhóm ba đi. Bảo mua đây. Bảo rồi đâu. À nhận giấy thông hành này. Đây nhóm của lớp 93 đã về đến trạm 3 rồi mọi người. Trạm 3 đây bọn chức đang nhận giấy thông hành. Một ly chẳng có cục đá. Một ly nữa. Đây là một lon 50.000 cái gì quý vị, đầu với là gạo với là chi đây mà 50.000 gì thế cô. Mấy cái vụ này đồ nữa dễ để mà cũng biết cách để lường. Không phải mình phải bay cách cho không. Con lường là kỹ đó. Từ một bữa lên tay cái là lường nhanh nhanh. Con cái tay ướt là chui trong khô. Đó, mà nhanh không? Lóc kìa đâu.
Rồi, làm kiểu đồng hồ, khi nào kiểu xong rồi mình đi. Kiểu xong kia đi, rồi xin mời các bạn. Cái tiền kiểu. Cái tay Yeah.
ai nhảy mà thấy cô là bị phạt á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.